chiều nay tại quê hương Kim Sơn, Ninh Bình, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã cử hành trọng thể lễ an táng Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sau lễ truy điệu tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, linh cữu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang được đưa về khu vực an táng tại quê nhà xóm 13 xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực, Trưởng ban Tổ chức lễ tang đã tuyên bố cử hành lễ an táng Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tại lễ an táng có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, địa phương và toàn gia quyến đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Dàn nhạc cử hành điệu nhạc tiễn biệt. Linh cữu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ từ được hạ xuống. Những dòng nước mắt tuôn trào trên gương mặt của những người có mặt trước huyệt mộ. Phút giây khiến hàng nghìn người vỡ òa tiếng khóc. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã yên nghỉ vĩnh hằng trên đất mẹ Ninh Bình. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các bộ ngành, địa phương và gia quyến Chủ tịch nước Trần Đại Quang thả nắm đất đầu tiên xuống huyệt mộ, tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Trở về vị trí cũ, đội công tác làm nhiệm vụ. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ ban ngành và địa phương, gia quyến và toàn thể nhân dân dành một phút mặc niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Thay mặt Ban Tổ chức lễ tang, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực, Trưởng Ban Tổ chức lễ tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã phát biểu cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ ban ngành địa phương, bạn bè quốc tế và toàn thể nhân dân đã đến đưa tiễn Chủ tịch nước về nơi an nghỉ cuối cùng. Vĩnh biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang, nhà lãnh đạo tận tâm và trách nhiệm, chân dung hình ảnh và những đóng góp cống hiến của Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ mãi được Đảng, Nhà nước và nhân dân trân trọng.